Cắt cảnh vì lời thoại nhạy cảm, phân loại phim theo độ tuổi là công việc thường xuyên của giáo sư tiến sĩ Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện. Trả lời về những quan điểm trái chiều về một vài bộ phim phải cắt bớt cảnh hay bị cấm chiếu thời gian qua như Ròm hay Vị, giáo sư tiến sĩ cho rằng khi chi tiết quá thì lại không bao trùm. Nó cụ thể thì nó cụ thể với trường hợp này nhưng nó lại không bao quát được trường hợp khác. Phim Việt Nam không hay không phải vì chúng ta thiếu cảnh tình dục, thiếu những cảnh bạo lực đẫm máu. Hình như chúng ta thiếu cái khác. Điện ảnh Iran, đấy là nền điện ảnh hàng đầu ở châu Á, luật rất là nghiêm khắc. Thế nhưng mà tại sao họ vẫn ấm những giải rất là lớn của thế giới, của những liên hoan rất danh giá, họ vẫn giữ được cái bản sắc văn hóa dân tộc. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, luật điện ảnh từ những năm 2006 vẫn không ngừng tiếp thu ý kiến, cởi mở hơn cho các nhà làm phim. Trước Vị, từ năm 2015, chưa có phim Việt nào bị cấm chiếu. Trong khi đó, mỗi năm có tới 20-30 phim ngoại không được phổ biến ở Việt Nam trong giai đoạn này. Đối với các nhà sản xuất phim mà không sử dụng vốn từ nguồn ngân sách nhà nước mà thì không bị ràng buộc bất cứ một cái quy định nào gọi là tạm gọi là kiểm duyệt, mà thực ra đây là thẩm định về mặt kịch bản. Thế còn đối với một số các bộ phim họ nói rằng là được giải ở nước ngoài nhưng mà muốn về Việt Nam thì là khi các bạn làm ấy, thì các bạn mục tiêu của bạn là cái gì? Cũng có nhiều đề xuất cho rằng để giữ nguyên sáng tạo của những nhà làm phim nên chăng áp dụng hậu kiểm cho phim chiếu rạp? Hiện nay là cái hình như là bản thứ 7, thứ 8 rồi. Nhưng tôi xin nói rằng khi bản thứ 2 trước cả 100 người dự cái hội thảo sửa đổi luật điện ảnh thì tôi là người đưa ra một cái đề xuất thế này. Tất cả phim Việt Nam ta nên hậu kiểm chứ không phải tiền kiểm. Và một trong những người góp phần phản biện bằng việc làm của mình là bằng những phim vi phạm pháp luật, làm cho nhiều người mới thấy rằng hình như là cái ý kiến phải có cái sự xem lại. Rõ ràng câu chuyện kiểm duyệt phim vẫn còn nhiều khoảng cách giữa nhà làm phim và người làm luật. Sẽ cần nhiều hơn những cuộc đối thoại giữa các bên để tạo ra một cơ chế chung vừa dễ dàng cho việc thẩm định, phân loại, vừa tạo điều kiện phát triển cho các nhà làm phim. Clean and Fresh mới.